Mở đầu cho phần tin ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một vài bản tin xoay quanh thế giới. Cập nhật tình hình thế giới thì máy bay rơi ở Brazil, 62 người thiệt mạng. Vừa qua, một chiếc máy bay chở khoảng 62 người đã rơi gần khu vực São Paulo tại Brazil ngày 9 tháng 8 tính theo giờ của địa phương đã khiến tất cả những người trên máy bay thiệt mạng. Reuters dẫn lời các quan chức địa phương gần địa điểm gặp tai nạn xác nhận vụ việc này. Theo các clip trên mạng xã hội đăng tải cho thấy là chiếc máy bay đã mất kiểm soát, lao xuống một khu vực dân cư rồi bùng cháy. Các quan chức địa phương cho biết là không có người nào trên máy bay sống sót, nhưng khu vực máy bay rơi xuống chỉ có một ngôi nhà bị hư hại và không có người dân nào bị thương. Được cho là do hãng ATR sản xuất, chiếc máy bay mang hiệu số 2238 của hãng hàng không Voapass. Đại diện hãng hàng không Voapass cho biết là chiếc máy bay cất cánh từ khu vực Cascavel, bang Paraná và đến sân bay quốc tế của São Paulo và đã bị rơi ở thị trấn Vinhedo, cách São Paulo khoảng 80 km về phía tây bắc. Một người dân ở hiện trường cho thấy là tôi đến hiện trường và thấy rất nhiều thi thể trên mặt đất, có rất là nhiều. Tôi ra ban công và thấy máy bay quay tròn, chỉ trong vài giây thôi tôi nhận ra đó không phải là một chuyển động bình thường của chiếc máy bay. Một nhân chứng khác kể lại, lính cứu hỏa, quân cảnh và lực lượng phòng vệ dân sự của tiểu bang cũng đã được triển khai tại hiện trường. Lực lượng chức năng tại hiện trường cho biết là không có người dưới mặt đất bị thương vong và đám cháy do máy bay rơi đã được kiểm soát. Chính quyền địa phương cho hay thì 62 thi thể đã được đưa đến nhà xác và thông tin ban đầu cho biết là có 62 người trên máy bay, nhưng sau đó xác nhận lại là 61 người. Trước khi số người chết được chính thức công bố thì Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva phát biểu trong một sự kiện tại Santa Catarina cho biết là có vẻ như không có người sống sót trong vụ việc và kêu gọi dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân. Trong một thông cáo, thì hãng hàng không Voapass cho biết là đã ghi nhận một vụ tai nạn liên quan đến chuyến bay 2283. Cơ quan chức năng hiện giờ vẫn chưa rõ được nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay như thế nào. Dù hộp đen đã được thu hồi tại hiện trường, hình ảnh cho thấy là thời tiết bình thường khi máy bay rơi, trong khi dự báo tại khu vực cho biết là có thể có mưa nhẹ và gió chỉ ở khoảng 10 km/h. Giám đốc Trung tâm Điều tra và Phòng ngừa Tai nạn Hàng không Brazil Marcelo Moreno cho rằng còn quá sớm để kết luận nguyên nhân vụ việc này. Theo những gì chúng tôi biết cho đến nay thì máy bay không liên lạc được với bộ phận kiểm soát không lưu để báo cáo tình trạng khẩn cấp, theo ông Moreno cho hay. Hãng hàng không Voapass, hãng hàng không lớn thứ tư của Brazil tính theo thị phần, cho biết là họ chưa thể cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn. Ông Trump công kích bà Harris không đủ thông minh. Ông Trump vừa qua đã công kích bà Harris trong buổi họp báo ở Florida, chỉ đối thủ không đủ thông minh và chỉ trích truyền thông không đưa tin đúng về quy mô các buổi meeting của mình. Tôi không điều chỉnh bất kỳ điều gì trong chiến lược tranh cử vì nó không cần thiết. Cựu Tổng thống Donald Trump trả lời họp báo vào ngày 8 tháng 8 tại dinh thự Mar-a-Lago tại Florida về các đối sách trước ứng viên mới của đảng Dân Chủ Kamala Harris. Chính sách của họ giống hệt nhau, mở cửa biên giới, mềm yếu trước tội phạm. Tôi nghĩ bà ấy còn tệ hơn cả Biden. Ông Trump cho rằng bà Harris vốn không phải là sự lựa chọn ưu tiên của đảng Dân Chủ, nhưng Tổng thống Biden đã bị ép vào tình thế phải bỏ cuộc và phải chọn người thay thế. Ông gọi bà Harris là sự lựa chọn lấy lòng chính trị và gần như là không đủ năng lực. Nhắc lại, bà Harris là ứng viên thua cuộc đầu tiên ở vòng bầu cử sơ bộ năm 2020 của đảng Dân Chủ. Cựu Tổng thống Donald Trump đã mỉa mai bà Kamala Harris từ khi tuyên bố tranh cử đến nay vẫn chưa tổ chức họp báo. Bà ấy còn không nhận trả lời phỏng vấn từ những người thân thiện với mình. Đó là vì bà ấy không thể làm tốt hơn ông Biden. Bà ấy không đủ thông minh để làm chủ họp báo. Tôi xin lỗi nhưng chúng ta cần người thông minh để lãnh đạo đất nước này. Đặc biệt, chúng ta đang trong tình cảnh bị đe dọa, chưa từng thấy cả về kinh tế lẫn ngoại cảnh, ông nói. Cựu Tổng thống Mỹ cũng nhận định bà Kamala Harris thể hiện tốt hơn ông Biden trong các cuộc khảo sát vì bà ấy là phụ nữ nên được một số nhóm ủng hộ, nhưng tin rằng tuần trăng mật của bà Harris sẽ sớm kết thúc. Theo kết quả khảo sát của Reuters IPSOS được công bố vào ngày 8 tháng 8 tính theo giờ của địa phương, Phó Tổng thống Kamala Harris giành được 42% ủng hộ trong khi ông Trump lại được 37%. Tại buổi họp báo 65 phút, ông Trump còn hứa hẹn sẽ cải tổ chính sách kinh tế và đối ngoại, đặc biệt là quan hệ với Nga, Triều Tiên lẫn Trung Quốc. Ông nói mình từng có quan hệ tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhưng mọi thứ ở đây thay đổi vì COVID-19.
Khi được hỏi về vì sao lịch trình vận động tranh cử của mình không quá dày đặc thì ông Trump phản bác đó là câu hỏi ngu ngốc và thật ra ông đang rất bận ghi hình quảng cáo chính trị, trả lời phỏng vấn qua điện thoại, radio và truyền hình. Ông nhắc lại mình vừa có buổi vận động tranh cử vào cuối tuần qua cùng thượng nghị sĩ J.D. Vance. Ông chỉ trích truyền thông Mỹ không công bằng với mình, chê trách báo đài không đưa tin đúng về quy mô các buổi vận động tranh cử. Ở Nam Carolina, chúng tôi tập hợp được 88.000 người. Ở Alabama, chúng tôi có 68.000 khán giả. Không ai đưa tin về quy mô đám đông của tôi, ủng hộ cho tôi. Trong khi bà Harris chỉ mới lôi kéo được từ 1.000 cho đến 1.500 người, thì họ lại nói sự nhiệt huyết đã trở lại. Không, mà sự ủng hộ đang dành cho tôi và đảng Cộng Hòa, ông Trump cũng nhấn mạnh. Bà Harris vào ngày 6 tháng 8 vừa qua cũng đã thu hút cử tri lấp đầy trung tâm Lika Cross của Đại học Temple, nơi có sức chứa khoảng 10.000 người. Sự kiện của bà tại Eau Claire, Wisconsin cũng đang thu hút lượng người tương tự. Trump trước đó cũng thông báo rằng ông sẵn sàng tranh luận với bà Harris trong các sự kiện do ba đài Fox News, ABC News, NBC News tổ chức lần lượt từ ngày 4, 10 và 25 tháng 9. Tuy nhiên, bà Harris hiện giờ chỉ đồng ý sự kiện ngày 10 tháng 9. Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc Sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì Hắc Sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Tổng thống Biden lo ngại về kịch bản chuyển giao quyền lực bất ổn. Tổng thống Biden cho biết hoàn toàn không tin tưởng có thể chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho bà Harris nếu như ông Trump thất cử. Trong trích đoạn phỏng vấn cùng với đài CBS được công bố vào ngày 7 tháng 8 tính theo giờ của địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden được hỏi rằng liệu ông có tin tưởng sẽ có cuộc chuyển giao quyền lực êm thấm vào tháng 1 năm 2025 hay là không. Nếu Donald Trump thua, tôi hoàn toàn không tin tưởng vào việc đó sẽ diễn ra. Ông Biden nói, những gì Trump nói đều mang hàm ý sẽ xảy ra một cuộc tắm máu nếu như ông ấy thua. Ông Biden, 81 tuổi, tháng trước tuyên bố dừng tranh cử và phó tổng thống Kamala Harris sẽ thay thế cho ông trở thành ứng viên đảng Dân Chủ. Trong cuộc vận động tranh cử vào hồi năm vừa qua, thì ông Biden thường xuyên nhắc lại việc những người ủng hộ Trump đã gây ra bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 sau khi ông đánh bại người tiền nhiệm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Phát biểu trước người ủng hộ tại tiểu bang Ohio vào hồi tháng 3 vừa qua, ông Trump cam kết áp thuế 100% đối với ô tô sản xuất bên ngoài nước Mỹ, nhấn mạnh rằng chỉ có khi ông tái đắc cử thì ngành ô tô trong nước mới được bảo vệ. Còn nếu như tôi không trở thành tổng thống thì sẽ có một cuộc tắm máu cho ngành này, nói riêng và toàn đất nước nói chung, ông nhấn mạnh. Tổng thống Biden cũng thường xuyên dẫn lại lời phát biểu này từ người tiền nhiệm, dù đảng Cộng Hòa cho biết cựu tổng thống chỉ đang nói về vấn đề nhập khẩu ô tô điện. Bên cạnh đó, ông Trump vẫn cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp, dù không đưa ra bằng chứng cụ thể. Trong cuộc phỏng vấn cùng với CBS, thì ông Biden cáo buộc cựu tổng thống Donald Trump cố tình đưa đồng minh vào chức vụ bầu cử quan trọng ở các bang để mà thao túng số phiếu nếu thất bại một lần nữa. Bạn không thể chỉ yêu nước khi bạn chiến thắng, ông Biden nói. Toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn sẽ được lên sóng vào ngày 11 tháng 8 tính theo giờ của địa phương. Chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện giờ vẫn chưa lên tiếng về những phát biểu của Tổng thống Joe Biden hiện tại. Ông Biden từ lâu đã cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump là mối đe dọa với nền dân chủ của Mỹ. Bà Harris đôi khi cũng nhắc lại cáo buộc này, nhưng lại đang tập trung nhiều hơn vào tầm nhìn tích cực cho chiến dịch của mình. Bà đang vượt lên dẫn trước ông Trump với khoảng cách nhỏ trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây. Anh tăng cường 1.000 cảnh sát để phòng bạo loạn tái diễn.
Anh thông báo huy động thêm 1.000 cảnh sát nhằm để đề phòng bạo loạn phân biệt chủng tộc nổ ra vào cuối tuần này. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết lực lượng cảnh sát đang tăng cường và phát triển và triển khai nhanh chóng kể từ ngày 7 tháng 8 đã giúp ngăn chặn những kẻ côn đồ cực hữu. Song chính quyền vẫn sẽ duy trì tình trạng báo động để mà đề phòng những rắc rối có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ đề cao cảnh giác trong tuần tới, ông nói. Bộ trưởng Văn phòng Nội các Nick Thomas Simons ngày 9 tháng 8 tính theo giờ của địa phương thông báo 1.000 cảnh sát chuyên trách đã được huy động trên khắp cả nước cuối tuần trước để mà đối phó với nguy cơ xảy ra bạo loạn. Thủ tướng Starmer nhấn mạnh những người tham gia và cáo buộc bạo loạn có thể phải hầu tòa, đồng thời lưu ý rằng những bản án nghiêm khắc đã được diễn ra. Đó là một phần quan trọng trong thông điệp gửi đến bất kỳ ai đang có ý định khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn hơn nữa. Ông nói, các cuộc bạo loạn nổ ra trên khắp nước Anh sau các bài đăng sai sự thật trên mạng xã hội, nói rằng nghi phạm giết hại 3 bé gái trong vụ tấn công bằng dao vào ngày 29 tháng 7 tại Southport, Tây Bắc đất nước là một người nhập cư theo đạo Hồi giáo. Thực tế thì cảnh sát Anh thông báo người này tên là Axo, 17 tuổi sinh ra tại Wales. Ông Starmer cho biết chính phủ sẽ xem xét đạo luật an toàn trực tuyến trên đất nước, vốn xác định trách nhiệm của các công ty mạng xã hội liên quan đến nội dung kích động bạo lực và hoặc là hận thù. Chúng tôi sẵn sàng thay đổi nếu như cần thiết, ông nói về đạo luật được thông qua vào hồi tháng 10 năm 2023, nhưng chưa rõ có hiệu lực đến năm sau do đang trong quá trình tham vấn. Các cuộc tấn công và tình trạng hỗn loạn chủ yếu nhằm vào người Hồi giáo cũng như là người di cư. Nhiều khách sạn nơi người xin tị nạn trú ngụ cũng đang bị phá hoại trong khi hàng loạt nhà thờ Hồi giáo cũng bị ném đá. Đến hiện giờ thì đã có 480 người bị bắt vì liên quan đến cáo buộc tấn công vào người Hồi giáo, người nhập cư, cảnh sát hay là người qua đường kể từ cuối tháng trước. Dữ liệu do Bộ Tư pháp công bố cho thấy 150 người đã bị bắt ra hầu tòa và hàng chục người đã phải nhận bản án tù bởi vì hành vi bạo loạn của mình. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá $360, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Powertime hộp 30 gói rất tiện dụng, giá $180, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá $320, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá $270, hộp 180 viên, dạng nước giá $260, hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com.